quý vị, thực hiện theo chủ đề năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, các cấp bộ đoàn cơ sở đã sáng tạo triển khai nhiều mô hình hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần số trong cộng đồng dân cư cùng hệ thống chính quyền đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Đoàn thanh niên thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu tham gia triển khai chuyển đổi số tại địa phương với mô hình ngày thứ ba không viết. Đây là mô hình lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ Ủy ban Nhân dân thị trấn thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo sự hài lòng cho nhân dân và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, cũng như xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh. Với chủ đề hoạt động năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động đoàn, Ban chấp hành tỉnh đoàn Lai Châu đã đặt ra mục tiêu 40% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 50% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Triển khai mục tiêu đó, đoàn thị trấn Tân Uyên xác định đoàn thanh niên là lực lượng quan trọng, tiên phong trong chuyển đổi số. Vì vậy, để áp dụng và thực tiễn, các đoàn viên thanh niên thị trấn đã thành lập đội hình chuyển đổi số, hỗ trợ các đơn vị chuyển giao các phần mềm quản lý công việc, văn phòng điện tử, hỗ trợ việc cải thiện hành chính, số hóa dữ liệu, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Nổi bật là mô hình ngày thứ ba không viết đã có hiệu quả thiết thực tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Uyên. Thứ ba ngày không viết với đoàn viên thanh niên thì đây là một trong những cái mô hình mà bọn em tôi đã triển khai từ cuối năm 2022, và ý nghĩa của nó là riêng công dân hay là các tổ chức tới làm giải quyết những cái thủ tục hành chính trong ngày thứ ba thì công dân sẽ không phải tự tay viết mà sẽ có các cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên trực tiếp ngồi ở một cửa để viết hộ cho công dân. Công dân chỉ việc điểm chỉ hoặc là ký tên và hỗ trợ các cán bộ công chức ở đây tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn công dân về những cái thủ tục hành chính, về việc đăng ký hồ sơ như thế nào cho đúng thủ tục và hẹn trả kết quả. Hôm nay tôi đến đây để giải quyết cái thủ tục xin chứng thực cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã sang tên cho công ty. Thì khi mà đến đây thì tôi được các anh chị công tác tại Ủy ban thị trấn Tân Uyên, đặc biệt là bộ phận một cửa, hướng dẫn tận tình và trả kết quả đúng thời hạn. Nỗ lực tiên phong chuyển đổi số để từ đó chuyển đổi số được hiện diện khắp nơi, khắp mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Đối với thị trấn Tân Uyên hiện nay có hơn 15.000 nhân khẩu, phục vụ các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Uyên thực hiện tiếp các liên thông hơn 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Những ngày hành chính tiếp nhận rất nhiều hồ sơ và gặp khó khăn đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết chữ. Từ khi triển khai mô hình thanh niên ngày thứ ba không viết, đã tạo điều kiện cho người dân tiếp nhận, nộp hồ sơ nhanh chóng và có thể trả kết quả ngay trong ngày. Tại sao Ủy ban Nhân dân thị trấn lại chọn đoàn viên thanh niên là người phối hợp để thực hiện cái mô hình? Bởi vì đoàn viên thanh niên thì rất là nhanh nhẹn và thực hiện các thao tác khi mà sử dụng phần mềm cũng như là truy cập Internet thì rất là nhanh. Vậy nên là hướng dẫn công dân cũng rất là nhanh gọn và hoàn thiện rất là tốt. Từ khi triển khai mô hình ngày thứ ba không viết, riêng quý 1 năm 2023 có trên 700 hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Từ đó tạo tiện ích cho người dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh. Từ những kết quả trên, các mô hình chuyển đổi số có sự tham gia của đoàn viên thanh niên đã tạo nên sự tiện ích, góp phần vào tiến trình chuyển đổi số của địa phương. Qua đây, giúp thanh niên đẩy mạnh phong trào, tích cực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đem kiến thức khoa học, kỹ thuật và công nghệ góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh hơn, tiện lợi hơn.